Vâng, em Tùng xin kính chào tất cả các bác anh em cùng quay trở lại với kênh YouTube bên nhà em. Và DAC6S vẫn đang là một trong những mẫu lồng tiếng cao cấp và rất là chất lượng cho anh em chơi pháo hoa tadin. Hôm nay bên em lại có đơn hàng cho anh Phong đến từ Hà Tĩnh chọn lựa ngay hai bộ sản phẩm DAC DAC6S để phục vụ chơi gia đình. Chắc là các bác cũng đã mua cho người thân một bộ và nhà bác cũng sử dụng thêm một bộ nữa. Tổng cộng là bác mua hai bộ sản phẩm DAC6S để chơi gia đình cũng như là làm những việc mà các bác anh em có thể là sử dụng đi nâng cấp vào dàn loa kẹo kéo để các bác anh em nghe từ chất âm thanh tốt hơn. Với DAC DAC6S, mẫu lưng tiếng này sẽ hỗ trợ bác anh em trong việc chúng ta nghe nhạc bay bổng và sôi động nhá. Và chính xác rồi, dòng sản phẩm của DAC không thể thiếu được logo thương hiệu và quy đồ để các bác anh em kích hoạt chế độ hành lên tới 1 năm với bộ sản phẩm hàng chính hãng của DB. Em cũng cam kết đảm bảo cho các bác anh em khi chúng ta nhận hàng chính xác là dòng sản phẩm chính hãng của nhà phân phối DBTIC. Dòng này là dòng cao cấp nhất, mẫu lưng tiếng mới ra mắt thôi và cũng được rất nhiều anh em chơi pháo hoa gia đình đánh giá cao rồi. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên đường cho anh Giai đến từ Hà Tĩnh và xin hy vọng là khi hàng đến tay anh sẽ cảm thấy tiếng chất lượng âm thanh tốt nhất của bộ sản phẩm DBTIC ADAC mang lại trong pháo gia đình các bác. Ok, và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm một chút tính năng cũng như mặt hình thức của DBTIC ADAC6S cùng với anh em khách hàng. Một sản phẩm DAC6S thì sẽ có phiên bản phay nhôm màu đen các bác nhé. Đấy, phiên bản này thì các bác được nhìn thấy ngay. Phiên bản này khá đẹp mắt, dễ phối đồ cho anh em. Với phiên bản màu đen này thì dường như em thấy là các bác anh em lựa chọn pháo hoa gia đình nó rất tuyệt vời. Bởi cái dòng này thì nó dễ là phối đồ, đúng không ạ? Anh em chơi loa hay là những trang thiết bị âm thanh màu đen đồng bộ thì chúng ta có thể sử dụng ngay đến DAC6S phiên bản màu đen này. Bản màu trắng thì bên em lại chưa có hàng với phiên bản này. Đấy, nên là anh em nào đang có nhu cầu bản màu trắng thì chúng ta có thể tham khảo sang phiên bản khác. Nhưng mà em thấy là nếu như các bác anh em chơi được con DAC6S trong pháo hoa gia đình nó quá tuyệt vời. Nghe nhạc con này nó rất tốt, nó đẩy được tiếng nhạc lên cao hơn hẳn so với việc chúng ta nghe nhạc bằng âm đi thông thường. Anh em ghép đối vào cục đẩy, ghép đối vào đẩy nền vang, ghép đối vào vang đều được cả các nhé. Bốn phím chức năng thì cũng rất là đơn giản thôi, để các bác anh em căn chỉnh dễ dàng hơn thì em cũng xin liệt kê vài các cái chức năng cơ bản khi các bác anh em chơi. Với mẫu sản phẩm DAC6S thì có 4 phím chức năng cơ bản bao gồm giải bát này. Phím đầu tiên luôn luôn là giải bát các bác nhé. Anh em vặn theo búng kim đồng hồ giúp em. Giải lời, giải chế độ nhạc. Chế độ nhạc này thì nó sẽ có hai chế độ nhạc cơ bản. Cái nhận chế độ nhạc classic là chế độ nhạc cổ điển. Chế độ nhạc pop là chế độ nhạc ballad, nhạc lưng cao, nhạc low top remix ấy. Khi các bác và em muốn nghe nhiều hơn cái giải leng keng thì các bác và em sử dụng sang cái chế độ nhạc pop. Còn nếu như các bác và em muốn nghe nhạc trữ tình thông thường ấy, nhạc cổ điển, chúng ta nhạc bật sang cái chế độ nhạc classic nhé, nghe nhạc nó được êm hơn, tiếng nghe nhạc du dương. Và phím cuối cùng là giải chép. Và cái giải chép này thì dường như anh em biết rồi, là full thì nó sẽ có hai phần, là phần bass, phần chép. Anh em muốn nghe tiếng chép tốt hơn, sáng hơn, cao hơn thì vào vặn theo một cái đồng hồ giúp em về cái giải chép nhé. Nút IMA bass là một cái nút rất là quan trọng ở tất cả và dòng lưng tiếng đều phải có rồi. Nút này để hỗ trợ anh em thông qua lưng tiếng, tiếng nhạc được đẩy lên cao hơn. Dòng này thì có chế độ đảo pha từ 50 cho đến 100 Hz để đảm bảo cho cái giải bass đánh ra tiếng lực hơn so với việc chúng ta nghe nhạc thông thường. Và ở trên này thì có hai cái phím volume ấy, khác với những cái dòng lưng tiếng khác nhé. Hai phím volume này không phải là âm lượng tổng nữa. Hai phím volume này nó là cái phần để các bác em cắt súp từ 40 cho đến 220 dành riêng cho anh em nào sử dụng súp và âm lượng tổng của súp đây các bác nhé. Anh em muốn cắt súp thì cắt thông thường chúng ta sẽ để khoảng tầm 110. Đây là chế độ cắt súp tốt nhất để các bác anh em cắt được súp tiếng ra sạch và tốt, ổn định cho anh em. Và bên tay phải thì cũng là các phím chức năng bao gồm giống như bên tay trái thôi. Bát, chế độ nhạc, giải chép và có chuyển đổi tần số. Bây giờ em sẽ cùng các bác trải nghiệm cho anh Phong đến từ Hà Tĩnh với một sản phẩm anh đã lựa chọn bên DAC6S. Giá thành của cái này thì hiện tại thì em cũng xin thông báo với anh em qua video ngày hôm nay. Nếu như anh em muốn giá tốt nhất thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em Tùng để nhận được mức giá tốt của DBTIC DAC6S tại cửa hàng em nhé. Em cùng các bác sẽ trải nghiệm một chút chất âm. Lưu ý các bác hãy sử dụng tai nghe để chúng ta trải nghiệm âm thanh. Và trong quá trình test này em sẽ ấn vào cái lúc nghe bass rất là nhiều lần để các bác em thấy sự khác biệt của lưng tiếng DAC6S trong pháo gia đình là như thế nào. Ok, các bác đã được nghe qua với chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm DAC6S, đặc biệt trong công việc chúng ta nghe nhạc đúng không ạ?
nghe nhạc con này thì thực sự là rất tốt, rất tuyệt vời rồi. Từ giải bass tiếng đánh ra tốt, lực khỏe, tiếng giải lời thì nghe nó rõ nét, rõ lời hơn này. Giải chép thì sáng hơn, cao hơn, và ngoài ra có thêm chế độ giải chế độ nhạc nữa để các bác em có thêm nhiều cái tiếng leng keng hơn. Nghe nhạc nó sôi động và thật sự là rất bay bổng khi chúng ta sở hữu cho mình con DBDC6S như thế này. Và lưu ý giúp em khi chúng ta sử dụng nhớ nhấn ít bass để hiện đỏ, tức là thông qua lâm tiếng các bác nhé, để tiếng nhạc được cải thiện hơn. Và hy vọng là hàng đến tay anh Phong ở Hà Tĩnh sẽ thấy ưng ý với bộ sản phẩm anh đã lựa chọn tại cửa hàng em. Và video của em Tùng xin dừng lại đây. Anh em cần đóng góp ý kiến gì cứ để lại phần bình luận phía dưới video nhé. Em Tùng sẽ giải đáp tất cả ý kiến đóng góp của bác và anh em và thắc mắc ở phần video tiếp theo của bên Tùng Audio với mẫu sản phẩm DBOTIC DAC6S. Và video của Tùng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và những khách hàng đã quan tâm theo dõi Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.